Lúc đó mẹ với mọi người cũng khuyên bên nhà, cũng khuyên là đừng có nên đi về như vậy. Rồi sợ về quê rồi nói sớm xăm xì dèm pha này kia. Rồi tới chừng lúc mà nói chuyện thuyết phục được rồi đi về rồi á, mẹ nói thôi vậy tới lúc đó gái Phương về á là ở trong buồng thôi. Có nghĩa là ship bánh cho mọi người bưng ra khỏi gần trước. Cái mới đặt câu hỏi, ủa tại sao phải là như vậy? Ủa, nếu mà về thì phải cho ra gặp mọi người chứ tại sao phải giấu ở trong phòng như vậy? Cái nói với ông xã là không, nếu mà em về là em phải ra trước chứ ngồi trong buồng là em làm. Vậy mà tới chuyện về quê á, làm cha với mẹ đón rồi xong mà cha bế ẩm vô nhà luôn. Lúc đó là còn ốm lắm, lúc đó có ba có tầm 40kg à. Còn mảnh mai lắm chứ không phải. Ba chồng bế vô luôn. Ba chồng bế vô luôn xong rồi mẹ ra mừng rồi này kia xong rồi. Tới chừng bữa đó là mẹ nói là gái Phương không cần ở trong buồng nữa, là ra ngồi quầy thùng tiền á. Khách tới là ai đó là cũng tiếp xúc với mình luôn. Xong tới chừng mẹ đi tiếp khách á, cái mẹ chỉ giới thiệu mọi người đó, dâu tôi đó, ngồi chân hưởng luôn, không nghĩ là mẹ sẽ giới thiệu như vậy. Rồi, xin chào cô, chào em. Dạ, chào chú Nhi. Ý, ấn lại nha chú. Rồi, mời cô ngồi. Dạ, chào. Chào ngồi đi dạ, cô. Mời cô ngồi ạ. Dạ, chào khán giả. Dạ. Dạ. Rất vui được chào đón mẹ chồng nàng dâu đến với chương trình. Bây giờ thì cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết. Cô đến từ đâu? Dạ, ở ấp xã Gia Hòa, ấp Thạnh Hòa. Huyện nào? Huyện Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Huyện Mỹ Xuyên. À, huyện Mỹ Xuyên. Dạ, dạ. Tỉnh Sóc Trăng. Dạ, tỉnh Sóc Trăng. Có bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 53 tuổi. 53. Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, tên là Dương Đình Thảo Phương. Hiện tại năm nay 38 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Dạ. Công việc làm ở tại Sài Gòn. Mình làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Làm dâu của mẹ được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy cô con dâu mình xuất hiện đó, mình cảm nhận cô con dâu như thế nào? Dạ, hồi lúc hai đứa nó quen thành phố nè, thì nó trai điện về nói mẹ ơi con quen gái Phương vậy đó. Rồi chị cũng thấy hoàn cảnh con vậy, biết con mình nó có trọn vẹn nuôi mà gái không. Tới sau rồi con mình nó đi làm vậy đó, có bạn có bè, cái bỏ có con có cái bỏ dâu mình tội nghiệp. Nhưng mà lý do sao mình gặp nhau? Dạ, tại hồi xưa lúc bị tai nạn á, rồi ba em mất thì em mới nghe đài á, rồi mình viết bài cảm nhận cuộc sống mình gửi về đài, rồi anh là người nghe được, rồi viết thư về làm quen. Làm quen rồi lúc đó rồi mới viết thư làm bạn nhau thôi, rồi tìm hiểu. Rồi sau này anh gọi lời thôi, lời thương nhưng mà không có nhận lời từ chối. Rồi xong rồi anh kiên nhẫn rồi cũng giữ làm mối quan hệ bạn bè vậy đó. Rồi sau này đến khi mà gặp nhau ra trường đi làm á, gặp nhau rồi cái anh quyết định là ngỏ lời thêm lần nữa. Anh tiếp tục tấn công rồi là cũng chinh phục. Cái ngày đầu tiên mà gặp mẹ chồng vậy em có ngại ngùng gì không? Hồi lúc chưa về á thì chỉ có nói chuyện điện thoại qua điện thoại thôi. Thì lúc đó là mẹ nói là khi con về quê á thì con hãy giới thiệu với mọi người á, con chỉ là con nuôi của cha mẹ. Nói tại sao con phải nói như vậy? Nói là nhiều khi là nói như vậy để lối xóm người ta đừng có dị nghị, nói này nói kia. Nhưng nó không, con ngay từ ban đầu như thế nào thì con nói thẳng con là bạn gái. Còn nếu như mà không chấp nhận con giới thiệu như vậy con không về. Thì lúc đó anh cũng rất là khó xử. Anh nói hao là thôi là em đừng về để Tết hay về nữa không. Tại vì cái dịp này là dịp đám cưới ở nhà anh, thì bà con dòng họ tới rất là đông. Dịp này em về em muốn xem cái cách của anh và gia đình cha mẹ tiếp nhận và đón nhận em như thế nào, coi phản ứng của gia đình đó với em như thế nào. Nếu như mà giai đoạn này anh không cho em về, mà giai đoạn này không vượt qua được thì chúng ta nên ngừng lại và không tiến xa hơn nữa. Lúc đó mẹ với mọi người cũng khuyên bên nhà, cũng khuyên là đừng có nên đi về như vậy. Rồi sợ về quê rồi nói sớm xăm xì dèm pha này kia. Rồi tới chừng lúc mà nói chuyện thuyết phục được rồi đi về rồi á, mẹ nói thôi vậy tới lúc đó gái Phương về á là ở trong buồng thôi. Có nghĩa là ship bánh cho mọi người bưng ra khỏi gần trước. Cái mới đặt câu hỏi, ủa tại sao phải là như đúng vậy rồi. Ủa, nếu mà về thì phải cho ra gặp mọi người chứ tại sao phải giấu ở trong phòng như vậy? Cái nói với ông xã là không, nếu mà em về là em phải ra trước chứ em ngồi trong buồng là em làm. Vậy mà tới chuyện về quê á, làm cha với mẹ đón rồi xong mà cha bế ẩm vô nhà luôn. Lúc đó là còn ốm lắm, lúc đó có ba có tầm 40kg à. Còn mảnh mai lắm chứ không phải. Ba chồng bế vô luôn. Ba chồng bế vô luôn xong rồi mẹ ra mừng rồi này kia xong rồi. Tới chừng bữa đó là mẹ nói là gái Phương không cần ở trong buồng nữa, là ra ngồi quầy thùng tiền á. Khách tới là ai đó là cũng tiếp xúc với mình luôn. Xong tới chừng mẹ đi tiếp khách á, cái mẹ chỉ giới thiệu mọi người đó, dâu tôi đó, ngồi chân hưởng luôn, không nghĩ là mẹ sẽ giới thiệu như vậy luôn. Nhưng tại sao lúc đó cô lại thay đổi ý kiến hả cô?
Dạ thấy con về thấy tội quá à. Giờ mình thương nó, nếu mình không thương thương mình chấp nhận, mình cũng phải bảo vệ cho con. Rồi bao lâu đó rồi mình mới đám cưới chị? Nói chung là sau khi cái lần về gặp mặt đó là cha mẹ kêu là thôi con đừng kêu bằng cô chú nữa, con kêu bằng cha mẹ luôn đi. Cha mẹ đã chấp nhận con là dâu rồi, con về đây là cha mẹ đã chấp nhận rồi. Lúc đó rất là ngại luôn, cha mẹ nói chuyện là xưng bằng cha mẹ không nhưng mà vẫn kêu bằng cô với chú. Rồi sau đó thì tới lúc về á, lúc xuống á thì chỉ mong cho mau để xong rồi trở lên Sài Gòn lại. Nhưng mà khi mà về đó rồi thấy tình cảm của cha mẹ rồi của em chồng đồ đối xử á, mọi người đồ rất là quý, nó rất là thương giống như người trong nhà vậy á. Tới chừng lúc về mà bệnh rịnh mà khóc luôn. Xong mẹ cũng ra khóc rồi mẹ đưa ra tới xe đồ luôn. Rồi nhưng mà cái ngày đầu chị về làm dâu chị có lo sợ điều gì không? Không, cũng bình thường. Có gặp khó khăn gì không? Chỉ có nhiều khi ức chế là mình muốn làm gì đó mà không đi được. Tại vì cho dù về dưới quê á, có xe lăn cũng không sử dụng được. Tại vì nền đất, rồi nhà bậc tam cấp thì nhiều, không có thể lăn đi đâu được. Mỗi lần đi đâu, di chuyển đâu á là cha chồng bế, rồi em chồng bế hoặc là chồng bế. Rồi có thằng em út đi theo, cần gì là em út nó làm cho. Nhiều khi muốn phụ mẹ lặt rau làm gì đó thì bưng tới nơi. Làm xong rồi bắt đầu nhờ người bưng đem tới đó rồi múc nước cho rửa kiểu vậy. Đó là khó. Rồi nhiều khi về dưới là đồ của con dâu là mẹ chồng phải giặt cho luôn. Trời đất. Rồi em chồng, nhiều khi em chồng thấy vậy em chồng cũng giặt. Con dâu với chị dâu về dưới là toàn là mẹ chồng, cha chồng với em chồng đồ làm hết. Có giờ mình thử mình nấu bữa cơm cho dạ, mẹ chồng này coi. Dạ có. Có không? Có, về dưới lúc đó em cũng bày ra mấy món nhậu. Làm cho mẹ, cha, rồi bà nội với cô chú bên chồng sớm tại ăn rồi nhậu. Lâu lâu á, nó về, thành phố nó về á, mừng, có khi cái đường đi vô nhà khó lắm. Hai vợ chồng ngủ không được luôn á, đợi tới trời mưa về không biết sao con dâu mình về nhà nữa. Cha em mỗi lần mà hôm mà hai vợ chồng về là cha với mẹ là không ngủ. Cứ đi vô đi ra thấp thỏm lo. Tới chừng mà con châu con dâu về tới nhà rồi là cha chồng chạy ra bế con dâu vô. Xong rồi bắt đầu là lôi rượu với lôi mồi ra rủ con dâu nhậu. Dễ thương quá. Nhưng mà hai mẹ con mình là hợp nhau nhất điểm gì chị? Con mẹ nói thì con dâu nó về nhà để nó hỏi con về tới con thích ăn gì mẹ làm cho con ăn. Về quê không thích với mẹ dịch chiên ngon quá mẹ chiên con ăn. Mẹ ơi mà mẹ mua dừa nước con ăn đi. Chỉ bắp mà chứ không có gì quý vậy dạ. Đó về thích ăn gì thì mẹ làm gì cho con ăn, ở nhà không có thì đi mua. Còn chị thấy mình hợp với mẹ điểm gì? Thì kiểu lâu lâu về dưới là ăn uống rồi mẹ con nói chuyện giỡn nhau. Thực ra là về dưới thời gian rất là ít, mẹ con cũng không có tâm sự gì nhiều, nên là chủ yếu là gặp nhau trong bữa cơm và ăn uống với cô chú bác này kia. Thường là dân Mỹ Xuyên á dạ, là văn nghệ dữ lắm luôn á. Dạ đúng không cô? Dạ văn dạ, nghệ dữ lắm, đám tiệc anh nói là em nhớ là có một lần là em giật mình em ngỡ ngàng luôn. Có nghĩa là lúc mà trên bàn nhậu á là cha rủ em uống nhiệt tình, xong người nào cũng kêu cụng ly ly di, xong mẹ đương làm rồi ăn dưới bếp nè, mẹ bay lên cái dèo khoan dừng lại vô một câu giọng cổ liền. Có nghĩa là cái giọng cổ, cái câu giọng cổ đó có nghĩa là ngưng lại để tôi uống thế dâu gái phương gì trời đó. Ơi vô một câu rất là ngọt luôn, giọng của mẹ hát bài con gái của mẹ ngọt lắm luôn. Tao trời ơi, làm thử một câu đi cô. Tặng cho khán giả với tướng đàn đây một câu là gái của mẹ đi. Mẹ ơi thân gái mười hai bên nước, biết món nào trong biết sông nào độc quy cuối ai mai một ngày con xuất gia theo chồng. Vậy như thôi hả? Trời ơi, giọng cũng lạnh lót, Thanh Kim Huệ chứ bộ. Giọng mót o luôn á, không có giỡn đâu. Thật sự nói thì mẹ chồng cũng dễ thương lắm á. Hai mẹ con mình có cái kỷ niệm nào mà với nhau đáng nhớ chưa? Có một lần đó với một lần vừa rồi là hồi vừa rồi á, mới về hồi tháng rồi là năm của cha. Nhưng mà đến lúc mà xong mà đưa ra chờ xe tới á thì mấy mẹ con lôi máy chụp hình ra selfie. Trời. Mẹ cũng cu te dữ lắm. Xong selfie giơ máy lên rồi mẹ hôn dâu cái chụp. Trời ơi giật mình ngỡ ngàng luôn. Lúc đó mẹ làm lại cái mẹ cũng giơ máy lên làm lại, mẹ làm lại cho mấy cái luôn cho má. Trời. Nói chung là cái cảm giác đó lần đầu tiên mà mẹ chồng hôn con dâu á. Trời. Mọi người nhìn rồi ông xã đứng đó kiểu. Đó là con người rất là tình cảm. Dạ. Vấn đề là giữa em với mẹ
có một sự xa cách là ít gặp với nhau. Yeah. Nhưng mà vậy thì giữa hai mẹ con có điểm nào đó mà chưa hợp nhau không? Có. Giống như hồi trước là đi làm thì văn phòng cũng có nhiều lúc thời gian rảnh á, cũng coi online rồi coi món này món kia, tại vì cũng nhớ là mỗi lần về dưới nhà là thấy gói không được ấy, rồi chỉ thấy chiếu này kia, thấy mùng này kia, rồi cũng mua gỡ về, mà về mỗi lần về không thấy mẹ xài, toàn cắt trong tủ không à. Rồi Tết á, mua bộ ấm trà để cho mẹ để trên bàn khách để tiếp khách này, này kia, nhưng mà về cũng không thấy luôn, thấy bộ ấm trà nào á, chứ không thấy bộ ấm trà. Sao không xài, hay tiết kiệm? Tết phải đem ra chứ. Người dưới quê hay vậy quê. Chú để ngoài thì sợ nó bụi, đúng nó rồi. Dơ lắm. Dạ. Hoặc Tết chỉ mình đem ra chưng thôi. Tặng bộ đồ nào không dám mặc, sợ nó cũ, lâu lâu mới mặc một lần. Về nói mẹ hoài mấy đầu cũ mẹ gom bỏ đi rồi sắm từ từ những cái mới, nên nhiều khi thấy cũng buồn, không có, nên là sau này cũng ít có mua sắm nữa, tại vì mua sắm cho mẹ. Có bao giờ mà con dâu nó vô tình nó làm điều gì mà mình thấy cảm giác buồn vì con dâu không cô? Dạ không có. Dạ giờ còn thương hơn nữa, bị hồi trước á, về á, tới thì vợ chồng ra mừng, mà có vợ có chồng mừng, cha về cha ẩm vô, giờ về con dâu về mà cha nó mất rồi không có ai ẩm vô, chứ bà chồng đâu có ẩm nổi đâu. Tội nghiệp ông già nha. Thật sự anh cứ tưởng tượng mà cái cảnh mà cha chồng mà bế con dâu đó, thấy thương làm sao á. Cha mất lâu chưa? Dạ năm rồi. Giáp năm. Một năm nữa cô hả? Dạ giáp năm. Cô có định lên ở với anh chị luôn không? Chắc mà bị dưới quê mình còn nhà rồi với chăn nuôi nữa. Rủ mẹ đi khó lắm. Đợt hồi lúc mà cha còn á thì mẹ nói bỏ cha mẹ dưới không ai lo. Rồi tới giờ cha mất rồi rủ lên á, giống như bữa nay nè. Mẹ định là bữa nay xong, tham gia xong là đặt vé xe về liền. Nó ủa mẹ lâu lâu lên với con cháu chơi một bữa. Chứ mẹ đi về liền như sao cái đúng mẹ. Đúng rồi, lên ở với con dâu tối nay hai mẹ chồng nàng dâu ngủ chung bữa đi. Nhậu bữa trên Sài Gòn. Nhậu bữa đi. Anh nói phải rồi, nó điện về mẹ, mẹ đi tranh thủ. Mẹ mua giùm cho con chục lít rượu nếp rồi đừng mua gì hết. Có bao giờ mình tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng không? Dạ chưa bao giờ, nhưng mà hình như em biết cái âm mưu của mọi người dành cho mẹ vào Tết năm nay. Có nghĩa là không, tại vì không biết ngày của mẹ là ngày nào, nên sẽ chọn là cột mốc là Tết năm nay á, mấy chị em về đông đủ sẽ làm cái gì đó để cho mẹ có gọi là niềm vui. Rồi còn một cái vấn đề rất là lớn nữa là hai vợ chồng mình lấy nhau 6 năm rồi, mà có dự định là bao giờ sẽ có cháu cho mẹ chưa? Thực ra là hai chồng không có cử, nhưng mà vấn đề là hai chồng cũng nói là tại duyên con cái nó chưa tới. Mặc dù là cũng trông cũng nôn nhưng mà chưa có thì cũng... Bây giờ khoa học, y học tiến bộ rồi, hai chồng nên đi khám bác sĩ đi, để bác sĩ tư vấn cho. Tại vì cái tuổi cũng lớn rồi đó em, nếu mà để lớn tuổi quá thì sinh cũng không tốt đâu ha. Nên đến bác sĩ để thăm khám. Thì nếu mà được cái điều đó là cái điều mà mong mỏi nhất của em, là một món quà mà gọi là cái lời cảm ơn của em dành cho mẹ. Khi mà đã mẹ đã, cha mẹ đôi bên đã tác hợp cho hai đứa, thì cũng mong có một đứa cháu để cho ông bà mừng, đó là điều mong mỏi lớn nhất. Để xem ông xã em nói gì trong ngày hôm nay nha. Thật ra thì trong 6 năm qua thì giữa mẹ chồng và nàng dâu thì chưa bao giờ xảy ra chuyện vui buồn hay giận hờn gì hết. Mẹ cũng rất là yêu thương vợ con, thì con cũng rất là trân quý mẹ, con cũng cảm thấy rất mừng vì điều đó. Mà có lẽ có một điều là có thể là do mẹ chồng và nàng dâu không ở gần nhau, cho nên chưa có cái sự cởi mở giữa hai người. Mà không sao, hy vọng là qua chương trình này thì mẹ và vợ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Không có hiểu nhau nhiều đâu. Bây giờ mình tạo cách nào đó là tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Hôm nay đến đây chị có mong muốn ở mẹ điều gì không? Cũng mong muốn là mẹ con có được cái sự cởi mở với nhau nhiều hơn. Có điều gì đó thì mẹ con cứ thoải mái tâm sự, chia sẻ, góp ý với nhau, để mà không có khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu, mà giống như là mẹ của con chứ không phải là mẹ chồng của con nữa. Cô có mong muốn điều gì con dâu mình không? Em mong muốn con dâu mình á, vợ chồng được hạnh phúc với mình, nhường nhịn với nhau để sống cho có con có cái rồi đang hạnh phúc với nhau, đặng mình cho nó phấn khởi với vợ chồng đó. Anh nghĩ thế này nha, mẹ em là người cũng nhút nhát, cũng ít có giao tiếp nhiều nên cũng ngại ngùng, chứ thật sự đây là con người rất tình cảm, cũng rất thương con dâu.
Em thì hơi lanh chút xíu, có thể mình sẽ là người chủ động. Gọi là chủ động hết, để trao đổi với mẹ, tâm sự với mẹ, chia sẻ với mẹ. Chính em là người phải là chủ động hết tất cả mọi thứ. Theo anh là như vậy. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. Vậy cảm ơn nghe tặng. Gửi lời về thăm cảm ơn khán giả Mỹ Xuyên Sóc Trăng ha. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ. Chúc gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Trước hết là tôi xin chào quý vị khán giả. Chào chú Huyền Linh. Dạ, chào cô. Chào cô Lê Lạc. Dạ, chào cô. Được nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Châu Ngọc Oanh. Hôm nay năm nay tôi 66 tuổi. Tôi là giáo viên hưu trí, nay được 10 năm rồi. Dạ. Mình ở đâu cô? Dạ, tôi ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Dạ, xin mời chị ạ. Chào quý khán giả và tất cả các bạn xem đài. Xin chào anh Huyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Mình tên là Lê Kim Sang, sống tại thành phố Hồ Chí Minh và là nhân viên văn phòng. Mình về làm dâu của mẹ được 15 năm rồi. Wow. Đó. Dạ. Là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi nhờ? Năm nay mình 38 tuổi. Dạ, em có hai bé gái, một bé 13 tuổi và một bé 7 tuổi. Trời ơi, nãy anh định nói là 30, trẻ quá. Mình cái ngày đầu tiên mình gặp con dâu tương lai đó cô, thì mình cảm nhận gì về cô gái này? Chú Quyền Linh với cô Lê Lộc với quý vị khán giả nhìn thấy cháu thì biết rồi. Mới ngày đầu con trai dẫn về thì bất ngờ, xinh quá. Dạ. Nói chung là đúng ý. Thứ nhất là cái mũi rất là xinh. Cô dâu không biết có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Lần đầu tiên về ấn tượng đó là mẹ kêu đưa con gà cho làm, nói nấu cơm trưa ăn. Mà nào giờ đâu biết làm đâu. Cái làm bữa cơm đó cứ lần quần mần mần riết tới 2 giờ chiều mới xong bữa cơm. Sau cái vụ đó là biết làm cái ruột gà. Và nấu được bữa cơm đầu tiên mà về ra mắt nhà bạn trai. Lúc đó mình gọi là bạn trai lúc 2 giờ. Mình ấn tượng đó là về tự nhiên giao cho nguyên cái bữa cơm nó làm luôn có mình. Tự nhiên cảm thấy rất là hơi bị hồi hộp và nó không biết làm sao. Cứ la ý ới luôn, giờ làm sao. Xong cứ từ từ cũng làm được. Và cái ấn tượng thứ hai đó là gia đình ba mẹ của ảnh rất là vui. Nếu khi về làm dâu thì hai mẹ con hợp nhau điều gì nhất? Cháu về làm dâu tới bây giờ 15 năm thì chưa có rầy cháu lần nào. Chưa có không vừa ý lần nào. Là tại vì á mẹ họ nói với chuyện với con là dạ. Con làm như thế này, dạ, không cãi. Cô nhớ là em nó sinh, cô lên cô ở trên đó được 4 tháng, không ở hết tuần, tại vì còn xã dưới này. Để làm thứ sáu rồi về, rồi chủ nhật lên. Nhưng mà con dặn mẹ mua cái này. Thế là mẹ đi chợ mẹ mua y như vậy, mẹ về mẹ nấu cũng y như vậy. Không dư, không thừa mà không thiếu. Thấy con không nói gì. Không biết là con có vừa ý mẹ hay không, hay con chiều mẹ hay như nào mà con cũng chẳng nói. Nên là có một lần á là cô cũng vô ý. Dạ. Cô nấu lá xong cái bếp thì cái bếp ga thì ở quê thì cô cũng nấu bếp ga nhưng mà nó không có chìm, cái bếp nó chìm. Cô để cái nồi nó lớn quá, nó bít cái không biết sao cái nó nóng cái nổ. Trời, cô rung quá trời rung luôn. Trời, cô sợ thế nào cũng dâu. Nói chung tụi cũng đang khó khăn. Dâu thế nào cũng cửa. Dâu lắng nghe hoài. Thằng trai nó không sao đâu mẹ. Để con cho người sửa. Còn dâu thì không nói tiếng nào hết. Mình tin mừng quá trời luôn á. Sợ dâu la. Thật ra 15 năm làm dâu của mẹ thì mình biết rằng mẹ luôn muốn tốt cho mình. Mình nghe trước cái đã. Và sau đó thì mình thấy là tất cả những gì mẹ nói là nó hoàn toàn đúng. Em thấy là hợp với mẹ nhất cái vụ mà ăn uống với lại đi chơi. Mẹ rất là khéo, có những cái mình làm mình cũng nhiều khi là chưa chắc là mẹ hài lòng đâu. Mẹ thấy vậy nè, con thấy sao? Chứ mẹ không có phản đối thẳng luôn, mẹ nói hay là mẹ góp ý vậy nè. Thì làm cho mình cảm giác là mình không có bị dội. Và trong cái thời gian mà ở cử thì mình hay rất là dễ bị có cảm xúc không có tốt quá, nhưng mà thời gian đó thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Nhờ mẹ hiểu. Ông xã cô mất hôm nay là được 6 năm rồi, cho nên là cô ở dưới một mình, ở dưới mẹ già còn bà cố. Thì thí dụ như là lâu lâu nhớ cháu nhớ con thì bắt xe đò lên dẫn mẹ đi ăn, có khi thì ăn ốc, có khi thì ăn gà tiềm. Thì mà con cho gì ăn mẹ ăn đấy à. Mẹ thích ăn không? Mẹ thích. Con dâu là khi mà mẹ có đôi chip hay lắm nè. Mà mẹ thích không? Nó thích. Thì nói chung là thích hết á.
Chỉ cái gì đó thôi hả? Không, cũng còn nhiều chứ, nhiều. Nhưng mà muốn con cô dâu là phải cảm nhận được. Khoảng cách đây mấy năm ha, mẹ đi cái tự nhiên là mẹ bị té xe. Lúc đó thì ở bệnh viện thì có chăm cho mẹ. Thật sự là mình rất là thương mẹ chồng. Tại vì là mẹ không có ông xã, mẹ không còn ông nội. 15 năm, một chặng đường rất là dài. Nhưng anh ở đây nãy giờ nói chuyện, anh cảm giác rằng em cũng ít có quan tâm chăm sóc mẹ kỹ lưỡng. Dạ đúng, chính xác. Thật sự thời gian trước mà lúc mà còn là ông nội á, thì đúng là tụi em hơi không có được quan tâm. Tại vì nghĩ là mẹ ở dưới đó thì có ba về thăm, rồi ngủ lại đêm, rồi xong rồi bữa sau đi thôi, hoặc là ăn uống đi chơi gì thôi, chứ cũng không có gì gọi là quan tâm mẹ đặc biệt. Cái lúc mẹ bị tai nạn thì lúc đó thì mới thấy là rất là thương. Lâu chưa? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi hả? Dạ. Còn bây giờ thì sao? Sự quan tâm nó còn nhiều không? Bây giờ thì tụi em luôn luôn tranh thủ. Ví dụ như một tháng thì sẽ về thăm mẹ một lần. Vì mẹ còn chăm bà cố. Đấy, cái vấn đề quan trọng là mẹ còn chăm bà cố. Nhưng mẹ vẫn nhớ cháu, mẹ đón đúng xe rồi. Đò mẹ lên thăm. Mình phải về nhiều hơn nữa. Có bao giờ tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng không? Dạ có, nhưng mà gọi là tổ chức ăn uống ở nhà thôi. Còn lúc mà mẹ còn đi dạy á, thì tụi em đi làm ở trên đây á, thì gửi điện hoa về. Cô bất ngờ luôn, tại vì chưa có điện thoại. Tự nhiên ở trường đó, cô anh ơi cô anh, có điện hoa là cô anh có cái ai gửi cho cô anh có hoa. Trời ơi, bất ngờ luôn. Lúc đó con xã mình nó chắc không lẽ ông xã ai mình mà tặng kỳ vậy nha. Xong cái tự nhiên cô chạy ào ra cửa. Thế là gửi điện xong rồi trong cái giấy đó chúc mừng mẹ ngày sinh nhật mẹ. Trời ơi bất ngờ luôn, trời ơi, chảy nước mắt luôn. Cái cầm bó hoa vô khoe cô hiệu trưởng. Cười mừng quá bất trời mừng luôn. Bất kỳ mẹ chồng nào nếu nhận được một món quà con dâu đều cảm động hết. 15 năm làm dâu, nếu mà ở chung á thì thật sự là cái tình cảm nó kháng kích còn vô cùng. Yeah. Thậm chí nó có thể xảy ra rất nhiều cái mâu thuẫn. Nhưng sau những mâu thuẫn đó thì mẹ chồng nàng dâu hiểu nhau nhiều hơn. Yeah. Nhưng ở cặp mẹ chồng nàng dâu này thì cách xa nhiều quá, gần như những cái buổi gần gũi mà thân mật chia sẻ nhau nó ít quá. Thật ra anh nghĩ rằng hai vợ chồng nên quan tâm nhiều hơn mẹ nữa, bởi đó là cái niềm vui của những người lớn tuổi ở quê. Rồi mình xem coi chồng em nói điều gì nha. Mẹ à, con biết là mẹ có những gì khó nói với con, và mẹ có gì mẹ giận con mà mẹ không có nói. Cũng qua cái chương trình này, con cũng hy vọng là mẹ sẽ nói cho con biết được là cái gì mẹ không vừa lòng với con. Mẹ muốn con như thế nào để mà tốt hơn nữa. Con biết thời gian gần đây con không có chăm sóc mẹ được nhiều, nên là cũng qua chương trình này con cũng xin lỗi mẹ. Và con mong muốn là thời gian tới con sẽ dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc cho mẹ. Và vợ, con biết là vợ nhiều việc cho nên là vợ chẳng quan tâm gì đến mấy cha con cả. Rồi sau đó về nhà bực bội cáu bẳn. Nhưng nên là mấy cha con cũng không nói gì hết. Nên là qua chương trình này thì cũng mong vợ là chia sẻ và cũng giảm bớt việc và chăm chút cho gia đình nhiều hơn nha. Cô nghe con trai mình nói về cô cảm nhận thế nào? Thì nãy giờ nói chuyện là chú Quyền Linh với cô Lê Lộc á, các con bây giờ á công việc nhiều lắm. Nói chung là nó cũng không có thời gian. Mà mình thấy là mình còn sức khỏe thì các con không về được thăm mình, thì mình bắt xe đò mình leo lên mình đi. Đó, cô cứ nghĩ vậy. Cho nên là mà hay là các con mà có làm gì hay là nói gì, mẹ thấy không phải thì mẹ cũng trao đổi. Mẹ không suy nghĩ gì hết. Anh thấy rằng mẹ là một người cam chịu, hy sinh cho hạnh phúc của con. Không, cô thấy cô cũng chẳng có gì hết. Cô thấy các con cũng ngoan hết à. Chắc chắn rằng ở nhà mẹ cô đơn lắm. Mình lớn tuổi 66 tuổi rồi. Mình có con trai, mình có con dâu, mình có cháu. Mà nó đâu mất tiêu hết trơn à. Một mình 66 tuổi phải chăm một bà cụ 90 tuổi. Và đi ra đi vào. Ở nơi đó chỉ có hai người phụ nữ thôi. Cô đơn lắm. Có nhiều người nói rằng ôi con bận quá, con cần kiếm tiền để con lo cho con. Một năm thì về nhà thăm mấy lần? Hầu như tháng nào thì cũng tranh thủ về, cuối tuần về. Có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ đưa mẹ lên ở chung không? Dạ có chứ. Tụi em cũng có nghĩ là khi bà cố mất
Thì nhà dưới rất là rộng, chắc chắn là sẽ phải đón mẹ lên để ở. Thì có thể là đón cho hai mẹ ở chung với nhau, tại vì hiện nay làm sống chung với mẹ ruột. Một tháng tôi về một lần, một năm tôi về 12 lần. Thử hỏi trong cuộc đời từ đây cho tới 100 tuổi già, mình về mình thăm mẹ mình được mấy lần? Cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Không nè. Thương con dâu lắm. Cháu đâu có cái gì đâu. Nhưng mà được con cái rồi là mong là con bớt công việc lại, giữ gìn sức khỏe. Con khỏe là mẹ mừng, mà rồi cho chồng nó cũng khỏe nữa là mẹ cũng mừng. Hồi nãy nghe anh có nói chứ bộ quên mất gia đình luôn mà. Làm quá nhiều khi ốm lăn đùng lên cả tuần luôn. Mà nói chung là ở chung với chị xui, mẹ ruột đó, gửi lời là cảm ơn chị, cũng nhờ chị tiếp sức thì vợ chồng nó mới cũng mới có cái điều kiện mà làm việc. Anh nghĩ rằng là một ngày để chúng ta nhìn lại cái chặng đường 15 năm qua, tổng kết lại rồi về xem còn thiếu gì nữa mình bổ sung vào đó. Cảm ơn hai mẹ con đến đây tham dự chương trình hôm nay. Em có muốn tặng món quà gì cho mẹ? Thời gian làm dâu của mẹ thì con không có nhiều cái quà gì đặc biệt lắm cho mẹ, ngoại trừ quần áo, giày dép, hay là mẹ thích đi ăn gì thì tụi con đều đi ăn, con gửi tặng cho mẹ. Mong mẹ thích. Mẹ cảm ơn con. Đây là cái điện thoại mới, mà cái điện thoại này con nghĩ là nó sẽ giúp mẹ có thể kết nối với mọi người nhiều hơn. Được rồi. Được. Cô chào MC Quỳnh Linh. Dạ. Cô chào con Lê Lộc. Dạ chào cô ạ. Cô chào khán giả. Cô tên là Quỳnh Thị Thu Hồng. Năm nay cô 57 tuổi. Cô quê Bình Dương. Bình Dương. Hiện thời cô là giáo viên mầm non về hưu. Còn đây là rể cô. Dạ. Dạ, xin mời anh giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc và chào khán giả. Em là Phúc An. Hiện tại em 25 tuổi và đang kinh doanh thời trang nữ với bà xã của em. Anh làm rể của mẹ bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rồi. À, 3 năm rồi. Mình có cháu nào chưa? Hai đứa đang có một cháu 8 tuổi. À. Nhưng mà bé là con của Nhi, con riêng của bà xã mình. À vậy hả? Lý do tại sao mình làm rể? Thường ta lấy vợ ta bắt dâu về cho gia đình. Gia đình đúng không? Dạ, tại vì lúc ở thời điểm đó là con còn đang đi học. Học đại học. Con học đại học. Dạ, đó là năm cuối đại học. Học ở Bình Dương, quê con hệ ở Bình Phước lận. À. Cho nên lúc đó về nhà mẹ ở luôn. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể của mình thì cô cảm nhận thế nào? Con cô nó có giới thiệu, nó để bữa nay nó dẫn bạn về nhà ra mắt mẹ. Bước vô cô thấy trời sao mà ốm yếu mà con chút xíu à. Ốm thiệt là ốm luôn, có 40+ kg mà. Cái cô nói chết cha, trời ơi bạn gì đâu mà vợ nhỏ xíu vậy nữa sao dám gánh vác gia đình đâu nội. Con với vợ con là bằng tuổi hay là như thế nào? Dạ là vợ con lớn hơn con tới 9 tuổi lận. Thấy vậy cũng rầu gì đâu mà đại học năm 3 mà con mình hiện nay tới là 31, 32 tuổi rồi. Rồi không biết là có bền hay không, hay là có quen thì quen vậy, chứ cô nghe cô không có yên tâm miếng nào hết. Khi mà cô đã tiếp xúc với anh rồi, cô thấy anh là người như thế nào? Khoảng chừng tuần hay tuần sau, dạ, cô mới nói thôi rủ nó về nó ăn cơm đi, cô nói chuyện với nó thử coi sao. Dạ. Cô mới nói là con có suy nghĩ kỹ chưa? Mà con thương Nhi, con biết Nhi lớn tuổi không? Cái nó nói, dạ con biết mẹ, nó lớn hơn con nhiều lắm á. Nó lớn rồi sau này á, vài năm nữa rồi Nhi lớn lên, rồi già rồi tới chừng đó con bỏ nó rồi sao? Cái nó nói, không có mẹ Nhi mà tới chừng Nhi lớn lên á thì con cũng già theo, không sao hết. Mà nè, nói nghe nè, con có thấy mặt mộc của nó chưa mà con thương? Tại vì gặp là gặp nó đi diễn không à. Cũng Nhi làm cái gì? Nó đi múa đám cứ. Còn là gặp son phấn không ha? Đúng rồi, con nói, rồi con có thấy mặt mộc nó chưa mà con dám thương đó. Nói vụ này mới nhớ, hình như chú chưa bao giờ thấy mặt mộc con luôn á Lộc. Chú này có gặp con là lúc có son phấn đúng đó. Rồi son phấn thì khác, bữa mà mặt mộc thì khác. Thả mặt mộc chú nhìn nó được không? Thôi con sợ chú chạy luôn á. Anh cảm giác anh lúc đó anh trả lời mẹ như thế nào? Mẹ hỏi mình cũng suy nghĩ thật kỹ. À. Nói là dạ con cũng thấy mặt mộc rồi. À. Con cũng biết số tuổi rồi, mà bây giờ hai đứa lỡ thương vậy rồi, con cũng rất là thật lòng, cho nên là mong mẹ chấp nhận hai đứa. Nói vậy á, rồi mà cô cũng còn băn khoăn cái nó ốm quá, nó có 40+ kg à. Vậy để coi về mình tẩm bổ thử coi lên không, chứ về thôi chết rồi. Nuôi 3 năm mà có lên được nhiều không?
Lên 15kg. Trời ơi. Trời ơi, lên 15kg rồi đó hả? Dạ. Giờ lên được 15kg á chưa? Hồi xưa chắc cái ống hút luôn hả? Dạ, hồi xưa lắm. Thì cô nói cô thấy là cô bất mãn mà. Bất mãn luôn. Cô thấy vậy nè. Ổn quá. Cô, cái gu của cô á là có đồng điếu đây nè, với lại răng khểnh. Mà về á thì cô thấy có răng khểnh. Có răng khểnh rồi đó, dạ. Là cô thấy có cảm tình vậy nhưng mà thấy nó ốm quá cô cũng sợ. Ráng lên 15kg nữa nha. Dạ cháu ơi, chú nè con. Tới đây được rồi. Cỡ đó chắc vợ con bỏ luôn. Còn nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà anh nói chuyện tiếp xúc với mẹ anh á thì anh cảm nhận mẹ anh là người như thế nào? Lần đầu tiên về thì gặp mẹ chỉ chào hỏi thôi để rước Nhi đi thì mình cảm thấy mẹ cũng rất là hiền. Trong mặc dù là vợ nói là mẹ dữ dữ lắm. Nói mẹ dữ dữ lắm á, anh về anh coi chừng á. Rất có cảm tình với mẹ. Tại vì cũng biết rằng là mẹ không ở với ba lâu rồi. Cũng mấy chục năm rồi mà mẹ cứ ở vậy mẹ nuôi con. Cho nên em rất là quý. Cô có mấy đứa? Cô có hai đứa gái. Nhi là lớn còn em nó Như thì nhỏ. Lúc mà cô là mẹ đơn thân là lúc đó cô mất 31 tuổi rồi. Trời đất ơi. Rồi cô ở tới giờ. Sống bước bước ngửa con người... Hữu hỷ. Hữu hỷ không, không biết chứ cô giờ cô sống vì con vì cháu thôi chứ. Thôi đâu. Qua gặp Quyền Linh đi, bạn muốn hẹn hò. Thôi lớn tuổi quá rồi. Không, con mấy em kia cũng còn ngon lắm, năm mấy được lắm. Cô chị sống kỷ. Tới giờ này nếu mà cô bước là bước năm cô ba mấy tuổi. Không giờ bước cũng sao đâu, bước cho người hữu hỷ. Thôi giờ con cũng lớn rồi, nói chung con ổn định hết rồi, cô là cô mừng rồi. Nhưng mà về làm rể như thế thì con rể phục vụ gia đình thế nào? Nó về thì nó lo cho cô đủ thứ hết. Thành ra cô thấy cô cũng thương, ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng lắm. Với lại nó thương mẹ, thương con, thương vợ. Có nấu nướng gì cho mẹ vợ ăn không? Mua quà sinh nhật hay tổ chức gì cho mẹ không? Dạ quà cáp thì chắc phải hối lộ mẹ rồi, tại công mẹ lớn quá. Còn nấu ăn thì hoàn toàn mẹ với lại vợ em nấu, chứ em không biết nấu. Giữa hai mẹ con mình cái điểm gì mà hợp nhau nhất? Chắc là về ăn uống và trang phục. Cô thấy mình hợp với anh ở điểm nào cô? Hợp ở chỗ kỹ càng. Làm cái nhà xong là cô với nó là cứ mẹ với con vẽ tự vẽ bản vẽ ra rồi cắt nhà rồi chỗ này không được chỗ kia rồi hai mẹ con cứ thủ thỉ nhau rồi làm nhà làm cửa. Ở chỗ này không vừa ý thì sửa làm chỗ khác mà nói chung là hợp ý lắm. Nhiều khi em cũng muốn hỏi ý kiến vợ, nói em ơi em cho ý kiến chỗ này em cho ý kiến chỗ kia. Vợ nó thôi anh với mẹ tự làm đi hai người khó quá. Em không có ý kiến nữa. Có bao giờ mình xảy ra cái mâu thuẫn nào đó với hai mẹ con chưa? Mâu thuẫn với hai mẹ con thì không có nhiều. Có kẹt thằng cháu ngoại. Trong gia đình đó xào xáo chỉ vì một thằng cháu thôi. Không có chuyện gì khác. Là mẹ rất là cưng bé. Còn em thì em có cái cách dạy riêng của em. Khi mà mới về thì cũng chưa hiểu lắm. Vấn đề nó hết sức nhạy cảm. Bởi vì con là... Con riêng. Dạ. Mấy tháng đầu tiên về thì ở với mẹ ở Bình Dương thôi. Còn sau đó là tụi em chuyển về Bình Phước để kinh doanh. Cho nên là khoảng thời gian giữa không ở với mẹ. Mới ở với mẹ được mấy tháng nay là cất nhà mới á. Rước mẹ từ Bình Dương lên Phước ở luôn. Dạ. Cho nên bây giờ bắt đầu lại từ đầu là thuyết phục mẹ ở cái chuyện dạy con. Khi mà tụi con về ở với nhau thì con cũng nói với Nhi luôn là bây giờ anh với em thương nhau về ở với nhau á. Thì em cũng hiểu cho anh là con như vậy nhưng mà em cũng cho anh cái quyền dạy con và chăm sóc con. Thì khi đó tình thương nó mới nhiều được. Bây giờ dướng mẹ là mẹ cũng chưa hiểu lắm. Dạ. Mẹ hay binh cháu đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng thương mẹ là có một đứa cháu một mà mẹ cưng dữ lắm. Nhưng mà mình thì mình muốn cho con nó tốt. Có dạ. Một đứa con một, có một đứa cháu một. Mà lỡ nó sau này lớn lên nó hư thì mình cũng tiếc nuối. Có bao giờ mà cô cảm thấy mà chưa hài lòng ở cái chàng rể này không? Thì đó nó nói rồi có anh thằng cháu ngoại cưng dữ lắm. Cái tối bữa đó kêu ra dạy học, lấy tập vở rồi ra đặng nó dạy học. Nó 3 tuổi mấy nó mới biết nói. Dạ. Nó chậm nói lắm, nên nó cũng chậm hiểu. Anh này cầm cái roi, khỏ cái bàn cái. Cái cô tưởng đâu đánh. Cái xuống dầm dầm, thấy không xong. Cái lần đó mà cô cũng làm thinh, cô không nói. Qua bữa sau nữa, cái thấy dạy cái cô sợ nó. Dạy cái cô tự, nghe cô buồn ở trong bụng á. Cái cô bỏ cô đi ra ngoài. Cưng làng dạy học là cô bỏ cô đi ra ngoài, cô đi thể dục, đi vòng vòng trước hành lang á. Chừng nào dạy xong rồi cô mới vô. Thời điểm này thì cô thấy cũng... Cũng ổn rồi hả? Ổn rồi. Nói chung là thấy gì là ổn chứ rồi. Chứ lúc đầu cô nghe khó chịu lắm. Lúc mà cô có nói với anh không? Cô nói thẳng với anh không? Cô không có nói, tại vì nó dạy mà. Nó dạy thì cô không có nói. Buồn trong bụng vậy, cái cô sự sợ. Con là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 8 tuổi. 8 tuổi rồi. 8 tuổi cũng còn nhỏ phải dạy nó thôi. Lúc mà cô đi dạy mẫu giáo là nó 3 tuổi nó đi học lớp mầm. Dạ. Cô thì dạy lớp chòi, cứ lớp mầm nó cũng học cô, rồi lớp chòi nó cũng học cô, rồi tới lớp lá nó cũng học cô.
không có cho nó học lớp nào. Vừa cô hết. Giáo mà vừa bà ngoại nữa đúng không? Cô giáo như mẹ hiền đó. Cô giáo cô dạy hết, cô dạy hết ba năm. Tức là khi mà lớp lá thì bạn phải lên lớp hớn lớn hơn, bạn phải tự mặc đồ, bạn phải tự đánh răng, bạn phải tự. Còn này ngoại ngoại chiều, ngoại ôm, ngoại nuôi làm hết luôn. Ngoại đút cho ăn luôn. Đến khi mà về ở với em là đạt 6 tuổi mà đạt không biết một cái gì hết. Ở thời điểm đó em mới bắt đầu dạy lại từ đầu. Nhưng mà khi bắt đầu mẹ lên thì mình cũng sai, là mình không khéo. Đạt thì cũng hơi mất tập trung. Khi mà mình dạy học là mình phải hướng là con phải tập trung về ba thì ba mới nói con hiểu được. Mà khi mà mình nói nhỏ nhẹ thì Đạt nó cứ bị mất tập trung ở ngoài á, thì mới nạt một cái rằng con phải tập trung ở ba thì ba mới dạy được. Thì lúc đó mình không để ý là mẹ có ở đó. Hai đứa có nghĩ rằng mình sẽ có đứa con chung không? Dạ có, dự định là dạy nhưng mà do năm rồi Nhi gặp vấn đề về sức khỏe cho nên là tạm gác lại cái chuyện đó. Dạ. Nếu có thì nói gì cô cũng mê lắm chứ. Nhỏ em Nhi 7 năm rồi nhưng mà nó chưa có con. Em Nhi cũng có chồng rồi. Có chồng rồi 7 năm rồi. Chưa có con luôn. Chưa có con. Nói chung cô cũng biết làm vậy là nó không đúng, nhưng mà tại cưng quá rồi cái cũng chiều đại vậy. Dạ. Cưng cháu hơn con nữa mà. Thật sự là mẹ vợ với con rể ở chung á thì đôi khi nó cũng có xảy ra những cái nhạy cảm mà mình buồn. Cái điều quan trọng này là có thường xuyên nói chuyện với nhau những cái sai lầm hay những cái mâu thuẫn hay cái gì mình để trong lòng á, có thường xuyên gặp nhau để nói chuyện đó hay không? Khi mà trên bàn cơm á, khi nào mà thấy mẹ vui thì cũng hay chia sẻ. Thì mẹ cũng hiểu, ở thời điểm đó mẹ rất là hiểu. Nhưng mà đến lúc mà cưng cháu rồi là bất chấp. Không sao đâu, nó cũng lớn rồi. Dạ. Cháu nó cũng sẽ hiểu thôi. Mà chắc chắn bà cũng không thể chịu như thế được. Em về em dạy cho mặc quần áo rồi các thứ thì khi mẹ lên ở là cứ đi tắm xong ra là rình rình. Có em ở đó thì không dám, Đạt cũng không dám luôn, để tự con mặc. Nhưng mà không có là hai bà cháu mặc đồ cho nhau. Cũng rình rình. Bị bắt liên vô đó. Sáng đi học sớm, sáng đi học sớm, bước xuống đi học thấy còn ngủ chưa tỉnh, thấy tội quá. Cái cô lấy, cô mặc đại, dội vàng mặc đại. Mặc đại nó vừa xuống cái tuổi bước xuống cầu thang thấy mẹ mặc đồ cho nó phải không? Luôn. Cái nó mặc không? Là mặc lãng lãng, tao mới mặc. Thôi để xem coi bà xã em nói điều gì nha. Nhi là đã từng trải qua một đời chồng và một mối tình đồng giới rồi. Hiện tại thì Nhi có một đứa con 9 tuổi. Việc mà nuôi dạy con, Nhi cũng rất là an tâm khi để cho ảnh được toàn quyền dạy con. Ảnh có cách dạy riêng của ảnh và ảnh rất hiểu con nít. Khi mà về ở với anh An 3 năm này, con của Nhi tiến bộ rất là rõ. Còn riêng về mẹ thì lúc trước mẹ ở Bình Dương, sau này mẹ về hưu và mới cắt nhà rước mẹ lên ở chung. Và mâu thuẫn xảy ra cũng vì bà quá xót cháu. Anh An ảnh dạy con thì mẹ xót, xong hai người gây áp lực. Nhi là người đứng cửa giữa rất là áp lực luôn. Nói mâu thuẫn thì cũng không phải là mâu thuẫn gì lớn lắm, nhưng mà do chưa hiểu nhau thôi. Nhi chỉ mong mỗi bên tiết chế là một chút. Anh An thì ảnh dạy con khéo một chút, ví dụ như là ảnh tiết chế lại cái việc dạy khi có mẹ hoặc là có đông người. Còn mẹ thì mỗi lần anh An ảnh dạy con thì tránh mặt đi một chút, vậy là xong. Chỉ mong có như vậy thôi, chứ áp lực dữ lắm. Chỉ có một cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ vậy thôi. Con gái mình mong muốn vậy mình thấy thì sao? Thì nói chung cô cũng thấy vậy là tốt, chứ không có gì hết. Nhưng mà tại vì cưng quá nên làm tầm bậy. Thấy con vậy không thấy đúng. Sao? Con cũng muốn tiết chế mình hơn, mình dạy con khéo hơn để hiểu mẹ hơn. Và bà mà cỡ nào cũng thương cháu hết, cho nên mình cũng hiểu một phần. Một chi tiết nhỏ mà chú nghe vợ con nói là con là người chuyển giới. Dạ đúng rồi chú. Bây giờ chú mới biết. Thật sự đây chú nghĩ đây là một mối tình đẹp. Dạ. Câu chuyện rất là đẹp. Chàng rể nhỏ của dâu 9 tuổi mà vợ mà đồng ý cho chồng kêu bằng em nữa cũng. Ban đầu thì con cũng kêu bằng chị cũng chết luôn. Ban đầu cũng chị dữ lắm. Xong rồi hồi sau bà thương rồi bà tự xin nói là bây giờ cho kêu bằng anh được không? Nhưng khi mà biết con rể mình là người chuyển giới thì cô có suy nghĩ điều gì không? Riêng cô thì cô thấy mấy đứa vậy cô thương. Tại vì cô cũng hiểu con cô là cô thương rất là nhiều. Tại vì cô biết nó vậy. Rồi gặp đứa này nữa, nó nói trai chứ cũng tuy là con gái nó cũng có đủ thứ khác mà chi tiết rồi là con gái. Nên nó mà gánh vác gia đình được là cô cũng thương bản cũng lĩnh nhiều đó chứ. Một người phụ nữ chuyện giới, nói chung là bây giờ phải lo cho vợ luôn, cho đình. Con rồi lo cho mẹ vợ nữa. Dạ. Tức là con rất là bản lĩnh luôn á. Nhưng con chuyển giới lâu chưa? Cái giới tính của con thì lâu lắm rồi. Con phát hiện cũng lâu rồi, nhưng mà con mới công khai đây thôi. Từ lúc mà quen vợ con á, động lực để con
come out với gia đình, với mọi người luôn. Nhưng mà gia đình hai bên đã nói chuyện với nhau chưa cô? Cũng chưa, tại vì cô thì biết vậy rồi, mẹ của An thì cũng biết. Nhưng mà ba An còn chút vấn đề thôi, tại vì ba thì cũng ngầm hiểu. Và hai đứa như vậy ban đầu thì cũng có phản đối, cũng có nói với má, nhưng mà sau đó bây giờ thì ba cũng dần dần đồng ý rồi. Tại ba thấy, có lẽ là ba thấy hai đứa sống hạnh phúc, cho nên là ba cũng dần dần ủng hộ. Linh nghĩ rằng lúc nào đó cô nên chủ động gặp gia đình của chàng rể, nên bàn hai đứa có thể làm cái lễ nhỏ nhỏ nào đó để có thể cho tụi nó hạnh phúc, được mặc đồ cô dâu chú rể này kia. Cô có nghĩ điều đó không? Có, cô cũng có tiếp xúc với gia đình rồi, nhưng mà chưa có ngỏ ý tới để mình tầm lần lần. Còn cô nói chuyện sao mà miễn sao con cô nó vui, nó hạnh phúc là cô mừng rồi. Dạ. Cô còn điều gì lo lắng trong mối quan hệ của hai anh chị nữa không? Nói chung là giờ cũng ổn con, 90% rồi. Dạ. Con muốn nói gì với mẹ vợ của con không? Con cũng muốn nói một điều với mẹ là nếu như từ trước đến giờ mà con cư xử có gì không hài lòng á, thì mong mẹ cũng bỏ qua. Rồi tất cả những chuyện mà con làm á, thì cũng mong cho bé Đạt nó tốt hơn, và mong cho cái tương lai sau này của Đạt thôi, cho nên là mong mẹ hiểu. Chắc chắn ba mẹ con đang xem. Dạ. Con muốn nói điều, mong muốn điều gì với gia đình của con, với con và vợ con không? Con cũng muốn nói với ba mẹ con là hiện tại tụi con sống rất là hạnh phúc, và con đang rất là hài lòng với cái cuộc sống bây giờ, cho nên là mong ba mẹ luôn ủng hộ và kề bên con ở thời gian sắp tới. Còn cô có thể nói điều gì với ông xưa và xui của mình? Xin anh xưa cưới đi mẹ. Coi như ông xưa và xui đang coi đó, mình nhìn vô ông Kiến đi đó. Tôi cũng muốn nói với lại anh xui chị xui cho hai đứa nó tổ chức một cái đám cưới, để cho ra mặt hai bên nội ngoại, để với lại bà con dòng họ, cho tụi nó sống hạnh phúc. Chắc chắn ông xưa và xui sẽ nghe được điều đó. Cảm ơn gia đình rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thôi hai mẹ con ôm nhau cái nào. Tất cả mọi thứ đều trôi qua, quan trọng là hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi trong mỗi gia đình chúng ta. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình. Cảm ơn. Cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình.